Xin kính chào các thượng đế Bây giờ là 15 giờ Hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2024 Trân trọng giới thiệu với các thượng đế trên giải chữ S Một cái mẫu đài mà rất nhiều người hỏi Và đặc biệt là vừa rồi có một đồng chí đã hỏi cái mẫu đài này Thì tranh thủ lên sóng giới thiệu ngay và luôn Trước tiên thì báo cáo Vừa rồi đã có một người thượng đế ở tỉnh Hậu Giang đã Trần Văn Chốt 20 cuộn băng cassette loại băng Sony HF90. rồi từ sáng đến giờ là mới có hai thượng đế, một thượng đế ở thủ đô Hà Nội, hai là thượng đế ở tỉnh Hậu Giang đều Trần Văn Chốt băng cassette hết. Số điện thoại 0368888479 vẫn đang chờ các thượng đế Trần Văn Chốt những chiếc radio cassette, linh phụ kiện về radio cassette, băng cassette, hân hạnh được phục vụ các thượng đế. cái này thì không cần nói thì các thượng đế cũng biết là cái đài nào, model nào rồi, đúng không ạ? Đấy. chỉ e là nói thì lại bảo là biết rồi, biết rồi khổ lắm nói mãi. thế nhưng bây giờ mới nói thì cũng chưa đâu ra mà nói mãi cả. nha. đây là chiếc đài Sony có model CFS 1110SC. có nhiều đồng chí thì gọi cái đài này là đài Sony 3 cây gậy. Thế nhưng mình không gọi cái đài này là đài Sony ba cây gậy Mình gọi theo đúng tên của nhà sản xuất sản xuất ra Đó là đài Sony có model CFS 1110SC Sony đây Và cái model thì người ta ghi ở cửa băng đây CFS 1110SC Thì cái mẫu đài này mình không có nhiều Thì có đang đang có 20 chiếc thôi Đang có 20 chiếc rồi nên, nên mà không 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 lôi hết ra đây làm gì cả lôi hết ra đây Trong lát nữa lại đi xếp vào nó mất thời gian lắm nhá cái chiếc đài ở bên trên này thì đã qua bàn tay của người nông dân thế còn chiếc đài ở dưới này thì chưa qua bàn tay của người nông dân thì bản chất ý, thì mình thì tay gọi là cổ nhân bảo là tay dùi đục chấm mắm cái nhá thế nên là nó không được khéo hay nói cái cách khác là vụng tay nó vụng về thì chỉ làm được đến thế này thôi thế còn tỷ dụ như những cái đài ở dưới này mà vào những cái bàn tay của những nghệ nhân nha mười ngón tay lại có cả 10 cái hoa tay mà thậm chí lại còn đặc biệt lại có những ngón lại còn có hai ba cái hoa nữa thì thì coi như thế là nó đẹp đến mức nào thì cái đấy thì chưa 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 thể biết được thế nhưng mà rất rất đẹp nha nếu mà vào bàn tay của nghệ nhân thì rất rất đẹp đấy, đấy thế còn mình là tay dùi đục chấm móng cái thì nó chỉ thế này thôi đấy, thì cái ở bên trên này là cái mình làm rồi cái ở bên trên là cái làm rồi còn cái ở bên dưới, cái ở bên dưới thì cái chưa làm. Cái ở bên trên này làm từ trong năm cơ để phục vụ một người anh em có cái bụng tốt ở tỉnh Quảng Ninh. Thế nhưng mà sau đó thì cũng không biết làm sao mà người anh em thay đổi không lấy nữa. Đấy thì buổi chiều ngày hôm nay thì có một đồng chí hỏi thì quay luôn nhá. Đấy. Thì cái ở bên trên này thì nó mới hơn cái ở bên dưới. Mới hơn cái ở bên dưới nhá. Tại vì đây này, cái chữ đây này. Đấy, mua cái đài Sony ba số 1 mà theo cái, cái 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 con mắt nhìn của người nông dân thì cái chữ đây này, này. Ê, chữ này nó còn sắc nét như thế này nó còn vàng ươm như thế này thì tức là cái cái người chủ trước người ta dùng người ta giữ gìn hơn thế còn cái ở dưới này thì cái chữ này nó mờ này chữ này nó mờ này nha chữ này nó mờ Đấy. thì cái ở bên trên này tình trạng hoạt động sau khi cho ăn điện 220V thì radio băng sóng FM là trần văn nét đèn FM Citro nổi lên âm thanh trong veo trông như nước mưa băng sóng AM thì nó bắt được thôi chứ nó cũng không không được nét Đấy. phần băng cassette thì Trần Văn chuẩn tua đi tua lại các kiểu tạm dừng phát nhạc hai chiều ngon lành canh đào điều đặc biệt của chiếc đài Sony 1110 này khi đã qua tay của người nông dân khang audio 1861 thì cái tính năng mà nhà sản xuất trang bị cho chiếc đài này. Đó là tính năng gì ạ? À? Tính năng ở những chiếc đài khác không có, ví dụ như đài Sony 710 không có, đài Sony 715 không có, đài Sony CFS3 số 7, CFD 3 số 7 vân vân và vân vân. Thì cái tính năng đặc biệt của nó ở cái đài này là khi play mà ta tạm dừng, khi play mà ta tạm dừng thì nó ngắt ngay tiếng sôi ở loa, không có một tiếng sôi nào cả. không có một tiếng sôi nào cả. Đấy, đây là cái tính năng mà nhà sản xuất trang bị cho. Đấy là điểm thứ nhất điểm thứ hai cái tính năng là khi tua tua cả hai chiều nhá tua cả hai chiều cũng không có tiếng sôi ra loa, chỉ có tiếng uh, bộ cơ nó chạy thôi. Đấy, thế còn nếu như khi tua mà nó sôi thì cái tính năng này nó đã hỏng rồi, nha. Nhưng mà ở đây thì những cái chiếc đài mà qua bàn tay của người nông dân thì cái tính năng này nó vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Cái đài này người anh em ở Quảng Ninh mình làm trong năm hôm hai mấy Tết ấy, nhưng mà người anh em thay đổi không lấy nữa. Người anh em còn yêu cầu mình thay hai cái bánh tỳ loại cao cấp hảo hạng nhất của đất. Đây, đây là cái bánh tỳ loại cao cấp hảo hạng. Và cái bộ cơ này thì được thay bằng mỹ cơ. Thay bằng mỹ cơ tức là hai cái chỗ để lắp cái bánh tỳ này nó cứ sáng loáng như inox ấy. Nhá. Đấy thì nguyên hai cái bánh tì đã 200.000 đồng 100.000 đồng một cái bánh tì cao cấp đấy hai cái bánh tì là 200.000 đồng nếu như lắp cái bánh tì bình thường thì chiếc đài này là 2 triệu 280.000 đồng thế còn lắp hai cái bánh tì cao cấp này vào thì cộng thêm 200.000 đồng nữa chiếc đài này có một mức giá là 2 triệu 480.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển hay nói cách khác là tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền người mua được quyền trả người cung cấp như mình không có cái quyền trả tiền vận chuyển ở chiếc đài này cũng nói luôn để cho mọi người biết mất lòng trước hơn được lòng sau Cổ nhân dậy rồi Ở chiếc đài Sony 1110 SC này Thì mình mua không được nhiều nhưng mà mình trải qua thì cũng vài trăm chiếc Thì cái đài này nó rất hay gãy chân ốc Và đặc biệt là ba cái chân ốc để lắp bộ cơ ấy nhá ba cái chân ốc để lắp bộ cơ 10 con thì có đến 8 con là gãy chân ốc Và con này cũng không ngoại lệ Nhá, thế nhưng mà con này nó chỉ gãy có một chân thôi Nhưng một chân nó lại không gãy hết là vẫn còn một đoạn thế là lại phải xử lý. Mình đã quay cái video coi như thế là quay để cho mọi người xem rồi. Bây giờ thì đương nhiên là chắc chắn rồi nhá. Đấy. Chứ còn bảo mà tìm cái 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 đài này có những cái mặt đấy nó còn chân ốc thế nhưng mà cái nước xi mạ này nó lại xấu. Nó lại xấu. Thế còn ở đây thì cái nước xi mạ của nó là rất đẹp. Rất đẹp đây. Chứ không không nói trước là nó mất hay, nhà không nói trước nó mất hay mua về tháo ra xem này lại thấy cái chân ốc là lại coi như thế là làm cái ống anten chụp vào thì lại bảo là thế này thế nọ nên là cứ nói trước cho nhau viết thế cho nó hay nhá yeah. ở à, cái nước xi si mạ của cái loa này thì cũng bình thường thôi chung là chơi được nhá yeah. chứ nó cũng không đạt đến cái mức độ mỹ miều hai yeah. yeah. triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng thế còn nếu mà lắp cái bánh tì tháo cái bánh tì chất lượng cao ra lắp hai cái bánh tì bình thường vào thì nó còn hai triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng bây giờ chuyển sang cái đài ở dưới cái đài ở dưới này thì mua đài cũ về là nó như thế này Tình trạng hoạt động của nó bây giờ radio bằng sóng FM vẫn bắt được AM vẫn sôi Nhưng mà bằng sóng FM thì nó cũng chưa được ưng cái bụng cho lắm Nhưng mà vẫn đang hoạt động bình thường nha Vẫn đang hoạt động bình thường nhưng mà nó chưa được nét cho lắm Đấy băng cassette thì Trần Văn Tịt Trần Văn Tịt Equalizer hoạt động bình thường Tách loa hoạt động bình thường nha Thì uh, chiếc đài như thế này Về coi như thế là các đồng chí tự dọn dẹp, tự sửa chữa cái phần băng cassette rồi là tự điều chỉnh để cho radio nó nét nó trong veo như nước mưa. Thì chiếc đài như thế này đầu xuân năm mới trân trọng gửi tới mọi người với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ. Đó là 1 triệu 180 nghìn đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Cái này thì ở cái loa nó xi mạ nó nó xấu hơn cái ở bên trên này. Xấu hơn cái ở bên trên. Nhưng radio vẫn đang nói nhưng mà nó không không được nét như cái ở trên. Thì đương nhiên rồi lâu ngày rồi thì nó không nét thì mình phải kê đơn bốc thuốc để cho nó nét nhá Thế nên bây giờ những cái chiếc đài này người ta sản xuất từ năm 1900 ngày ấy những chiếc đài Sony 1110 đài Sony 1000s đài Sony 1010 10 con thì 10 có đến 9 con rưỡi là hỏng radio đều phải kê đơn bốc thuốc thì nó mới hoạt động trở lại cái đài này nó chuyên bị như vậy nó chuyên bị như vậy nhá đài Sony 1000s vậy 10 con khi chết cả 10 vì radio con này cũng không ngoại lệ vậy con 1010 chứ còn ví dụ như đài Sony 710 thì lại rất ít hỏng cái radio thì mỗi con nó có một cái ưu điểm có một cái khuyết điểm khác nhau Thế nhưng mà cho dù là nó hỏng cái gì đi chăng nữa thế nhưng mà khi mà nó ở cái bàn của người nông dân này thì cái khả năng nó dên lên là cao lắm có khả năng là 50 50 đấy nhé Tức là là 50 phần trăm là thắng lợi còn 50 phần trăm là ngược với thắng lợi nhá mày không nói muốn nói với cái, cái từ trái nghĩa của từ thắng lợi nhá. nó nói thì nó không ưng cái lỗ tai nhá Thế nhưng mà cái đài này cái đài này mà cho nó ăn điện nó bây giờ mà mở lên là ưng cái lỗ tai đấy là điều chắc chắn nhá Đấy là điều chắc chắn còn phần băng cassette thì thôi khỏi về bàn chắc bật như tôm dẻo nảy tanh tách tanh tách vớt vát ngọt ngào bình thường êm ái nhá mềm mại mình đã giới thiệu và báo giá chi tiết cụ thể kỹ lưỡng tỉ mỉ hai chiếc đài Sony có fs 1110 SC bây giờ mình dừng video ở đây cho nó đẹp trân trọng cảm ơn các đồng chí chào thân ái và quyết thắng Merci Merci beaucoup